Cái quyển này là cái quyển Anh Công Từ mang Mỹ về, in ở bên Mỹ, tiếng Việt. Quyển sách nói về những cái sinh hoạt ở bên trong nội tâm rất là hay. Tôi đọc cái phần này nhé. Rồi sau đó là sẽ hướng dẫn các bạn cái đoạn thực hành để thiết lại cái sự phản ứng của tâm. Đằng sau các suy nghĩ nhận biết còn có một cơ cấu phi ngôn ngữ được gọi là trục chuyển. Đó là một hiện tượng tâm sinh lý xuất hiện trước khi tư tưởng phát khởi. Nó chỉ cần 1/1.000.000 giây để xuất hiện. Nó định hướng cho các cảm xúc, nhận thức hay hành động kế tiếp của ta. Ta không phải là phản ứng phi ngôn ngữ này, vì ta có thể quan sát tiến trình hành động của phản ứng phi ngôn ngữ này. Bao nhiêu sự kiện xảy ra trước khi có một tư tưởng thực sự xuất hiện. Bản chất tâm lý của ta phải chuẩn bị sẵn để có thể cung cấp phản ứng thích hợp cho tất cả các kích thích bên ngoài. Trục chuyển ngăn chặn không cho kích thích bên ngoài đi quá sâu vào bên trong điểm nòng cốt của bạn. Cái này người ta gọi là trục chuyển nhé. Cái chương này nó gọi là trục chuyển. Trục chuyển ngăn bạn ngăn chặn không cho kích thích bên ngoài đi quá sâu vào bên trong điểm nòng cốt của bạn, bằng cách đón nhận nó, bằng cách đón chặn nó lại, chặn chặn thì đúng hơn, đón chặn nó lại và phát động một phản ứng thích hợp. Nói theo lối nói của máy điện toán, trước khi máy nghĩ thì một chương trình nào đó phải chạy đã. Chương trình này phức tạp hơn, dù là máy điện toán ngày càng phức tạp hơn, dù là máy điện toán ngày càng nhanh, vẫn có một khoảng cách giữa lúc một chương trình được phát động cho đến lúc nó thực sự chạy. Trong khoảnh khắc này, ta có thể nói rằng máy điện toán đang tự nó sắp xếp để có thể nghĩ theo cách mà chương trình đã định đoạt. Trí thông minh sinh học của con người thì rõ ràng hoạt động nhanh hơn máy điện toán nhanh nhất hiện nay. Nó nói cụ thể là tất cả các máy điện toán hiện nay không có cách nào bắt kịp khả năng hoạt động của bộ óc con người. Trong khoảng sát na giữa lúc ta nhận được thực sự sự kích thích bên ngoài đến khi một tư tưởng phát động từ kích thích đó, tâm ta sắp xếp cơ cấu con người người theo một chương trình hay mô thức đặc biệt, đó là cái mà chúng tôi gọi là trục chuyển. Cái trục nòng cốt của ta không hề thay đổi, chỉ có sự chuyển đổi bao quanh cái trục để chuẩn bị sắp xếp cho sự đáp ứng mà thôi. Nhưng điều này diễn ra quá nhanh khiến bạn không thể nhận biết được. Nếu bạn có thể quan sát được thì có thể bạn sẽ thấy rằng có sự chuyển động năng lượng và cái cảm giác cụ thể kèm theo ngay trước khi cảm xúc hay tư tưởng nổi lên. Tiến trình tư tưởng xuất hiện ngay sau đó có phong vị ngầm đặc thù của cái trục phản ứng và chuyển. Đây là do cái cách chuyển ngữ thôi, cái cách dịch. Có một bài tập đơn giản giúp ta tập luyện cách thức quan sát quan năng tiền nhận thức của trục chuyển. Bài tập này cần có hai người, một người làm hướng dẫn, người kia đóng vai người quan sát. Đấy, các bạn nghe cái này và các bạn bắt đầu thực hành nhé. Người hướng dẫn điều động các kinh nghiệm qua các lời chỉ dẫn. Mục đích của người quan sát là nhận biết những cảm giác hay bất cứ sự chuyển động năng lượng nào khởi lên trong cơ cấu thân và tâm. Tốt nhất là hai người đều nhắm mắt lại. Lúc đầu người hướng dẫn đưa người kia vào sự thư giãn ngắn gồm các mệnh lệnh như nhắm mắt lại, hít hơi thở vào thật sâu và thở ra. Nhưng nghe thấy tiếng thở, lại hít vào và thở dài ra.
Hít vào, thở dài. Các bạn bắt đầu nhé. Lại một lần nữa nhé. Nhắm mắt lại, hít hơi thở vào thật sâu và thở ra như nghe thấy tiếng thở. Lại hít vào và thở ra. Hít vào, thở dài. Nhắm mắt nhé. Bạn đang ở trong căn phòng có đầy những khỉ. Bạn đang ở trong căn phòng đầy con nít đang khóc. Bạn đang ở trong căn phòng đầy trẻ con. Bạn đang ở trong căn phòng với mẹ bạn. Bạn đang ở trong căn phòng với bố bạn. Bạn đang ở trong căn phòng với người yêu. Bạn đang ở trong căn phòng với một người đàn ông trần truồng. Bạn đang ở trong căn phòng có đầy người da đen. Bạn đang ở trong căn phòng có với người đàn bà trần truồng. Bạn đang ở trong căn phòng có đầy người Mỹ. Bạn đang ở trong căn phòng có đầy các bà lão. Bạn đang ở trong căn phòng với người đang hấp hối. Bạn đang ở trong căn phòng có đầy xác người chết. Bạn đang ở trong căn phòng tối đen như mực. Bạn đang ở trong căn phòng có thắp rất nhiều nến trắng. Mười lăm giây là khoảng thời gian tạm đủ để bạn ghi nhận những gì xuất hiện trước khi bạn đắm mình vào căn phòng mới hay dựng lên một câu chuyện. Hãy ghi nhận các phản ứng phi ngôn ngữ, hãy ghi nhận cảm giác trên người. Có nơi nào tự nhiên gồng cứng lên không? Có nơi nào cảm thấy trống rỗng không? Bạn có thấy nóng lên ở nơi nào không? Một số các trường hợp trên không tạo ra phản ứng gì rõ rệt nơi bạn cả. Song có những trường hợp làm bạn phản ứng hết sức mạnh mẽ. Bạn có thể thấy những thiên kiến lộ liễu hay tế nhị phát khởi và tư tưởng nối theo cảm giác nhanh như thế nào. Sự thay đổi nhanh chóng này cũng làm cho phép bạn nhận biết xem bạn có thay đổi từ trạng thái vui vẻ sang trạng thái khó chịu nhanh như thế nào. Một khi bạn có thể quan sát được các phản ứng của bạn thì bạn hiểu ngay rằng mình không phải là các phản ứng đó. Tham dự vào quá trình này giúp bạn sờ mó được cái mà trước đó các phản ứng máy móc và bị quy định. Trước đó chỉ là các cái phản ứng máy móc và bị quy định. Tình trạng quy định tiền ngôn ngữ này được thành lập như thế nào là đề tài nghiên cứu sâu rộng của các nhà tâm lý học hiện đại. Sự thách thức đối với tiến trình tập luyện là làm sao phá vỡ dạng thức này. Nếu bạn thực sự muốn vượt qua nó để chứng nghiệm được tiềm năng to lớn hơn. Quan sát giống như xem cine, bạn dần dần tham dự vào cốt truyện, tình tiết và nhân vật. Rồi có một lúc bạn nhớ lại mình đang ngồi trong rạp xem cine. Rồi bạn thấy có luồng ánh sáng chiếu rọi các hạt bụi bay trong không khí. Bạn quay đầu lại để thấy ánh sáng phát ra từ cánh cửa nhỏ trên đằng sau, vách tường phía sau. Bạn mơ hồ thấy có những cử động sau cánh cửa đó và biết rằng có người nào đó đang điều khiển máy chiếu phim, cuốn phim tượng trưng cho các tư tưởng của bạn luôn luôn phóng lên tấm phông của tâm não. Các tình tiết éo le là các cảm xúc của bạn đang dệt liên tục với nội dung của tâm não.
Máy chiếu phim và ánh sáng tượng trưng cho sự đáp ứng tiền ngôn ngữ mà sắp xếp lại cấu tạo thân tâm của bạn trước khi tư tưởng và cảm xúc nổi lên. Người điều khiển máy chiếu phim là các tác nhân kích thích vốn phát khởi dạng thức đáp ứng bị quy định. Bạn không phải là quận phim, dù là ý tưởng hay nội dung cảm xúc. Bạn không phải là máy chiếu phim, bạn cũng không phải là người chiếu phim. Bạn cũng chẳng ngồi trong rạp, đó chỉ là nơi trốn để quan sát thí nghiệm này. Muốn làm ngưng quận phim, bạn phải ngưng người điều khiển máy chiếu phim. Đó là sự thách thức nội tại của bạn. Đấy. Chúng ta có thể là nghe, đọc và nhớ lại các cái sự phản ứng trong tâm mình.